Đời người có bốn câu hỏi lớn: ta vốn là ai, ta từ đâu tới, chết rồi sẽ đi về đâu? Phải chăng luật nhân quả là có thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo? Triết lý nhà Phật hôm nay xin được nói về những vấn đề xung quanh cuộc sống, với mong muốn qua những câu chuyện nhân sinh này, mỗi người cùng suy ngẫm và có trách nhiệm hơn với cuộc sống, trân quý những ngày tháng quý giá mà chúng ta đang trải qua. Xin chào quý thính giả thân quen của Triết Lý Đạo Phật. An Nhiên lại rất vui khi được gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay, An Nhiên xin được gửi tới quý thính giả một chủ đề nhân quả luân hồi. Tại sao có nhiều người kết hôn nhưng suốt đời chẳng có con? Chắc chắn đây là một chủ đề có rất nhiều quý vị quan tâm. Hãy cùng An Nhiên tìm hiểu nhé. Mở đầu. Có rất nhiều người kết hôn nhưng cả đời chẳng có con. Vì sao vậy? Vì không có duyên. Con cái phải có duyên mới đầu thai vào nhà ai đó. Nói cách khác, chúng đi đầu thai phải tìm đối tượng. Cha mẹ nào mong cầu chúng, chưa chắc chúng đã để ý tới. Vậy, chúng tìm đối tượng nào? Là những người có mối quan hệ từ đời trước. Trong kinh, Đức Phật đã giảng bốn loại nhân duyên sau. Một, loại thứ nhất là báo ân. Trong đời trước, đôi bên có ân huệ với nhau. Lần này, chúng thấy người cha mẹ ấy bèn đầu thai vào nhà họ, sẽ trở thành con hiếu, cháu hiền để báo ân. Hai, loại thứ hai là báo oán. Trong đời trước, cha mẹ nào có cái thù hận với chúng, lần này chúng sẽ đến làm con cái họ. Mai sau lớn lên sẽ thành đứa con hư, khiến gia đình suy bại, nhà tan, người chết. Chúng đến để báo thù. Vì thế, chớ nên gây thù kết oán với bất kỳ ai. Người cừu hận bên ngoài còn có thể đề phòng, nhưng đầu thai trong nhà thì làm thế nào đây? Đời trước, bạn hại chết con người đó, thần thức của người ấy sẽ đến làm cho con cháu trong nhà bạn. Gọi đó là con cháu ngỗ nghịch, khiến cho nhà tan cửa nát. Ba, loại thứ ba là đòi nợ. Đời quá khứ, cha mẹ thiếu nợ chúng, đời nay chúng đến để đòi nợ. Nếu nợ ít, nuôi 2-3 năm con bèn chết. Nếu nợ nhiều, có thể nuôi đến khi tốt nghiệp đại học, sắp đi làm, bèn chết mất. Nợ đã đòi xong, nó bèn ra đi. 4. Loại thứ tư là trả nợ. Con cái thiếu nợ cha mẹ, đời này gặp lại, nó phải trả nợ. Nó phải nỗ lực làm lụng để nuôi nấng cha mẹ. Nếu thiếu nợ nần, chúng sẽ cung phục cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Nếu chỉ nợ ít, nó sẽ lo cho cuộc sống của cha mẹ rất tệ bạc, miễn sao họ không chết đói là được. Hạng người này tuy có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thiếu lòng cung kính, chẳng có tâm hiếu thuận. Báo ân cũng có tâm hiếu thuận, còn trả nợ thì không. Thậm chí trong lòng chúng còn ghét bỏ, chán ngán mẹ cha, nhưng vẫn cho họ tiền để họ sống. Nhiều hay ít là do xưa kia họ thiếu chúng bao nhiêu. Đức Phật đã giảng, người một nhà là do bốn loại quan hệ ấy mà tụ hợp thành. Gia đình như thế, mà người trong một họ cũng như vậy. Ân, oán, nợ nần nhiều, bèn biến thành cha con. Anh em một nhà, ân oán, nợ nần ít hơn thì biến thành thân thích, bầu bạn. Do đó, giữa người với nhau đều có duyên phận.
bạn đi đường, một người xa lạ gật đầu mỉm cười cũng là do duyên phận xưa kia. Gặp một người xa lạ, vừa nhìn liền cảm thấy gai mắt cũng là do mối duyên trong quá khứ. Hiểu rõ nguyên lý này, chúng ta mới cẩn thận không gây thù chuốc oán hay tạo nợ nần với hết thảy mọi thứ. Thiếu nợ phải trả cho sạch để đời sau khỏi phải đền trả. Chuyện này rất phiền toái. Huấn giáo của bậc thánh hiền nho và Phật đều dạy chúng ta phải hóa giải ân oán. Hóa giải là phương pháp tốt lành và viên mãn nhất. Bởi vậy mà Đức Phật có dạy một đạo lý rất hay mà An Nhiên muốn chia sẻ tới tất cả quý vị. Đó là nhân sinh rốt cuộc chỉ ở trong 8 đạo lý này, thông suốt ắt sẽ một đời hạnh phúc. Lời tựa: đời người có vô vàn những sự tình xảy ra hàng ngày khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu như có thể thông suốt, minh bạch được 8 điều này thì cuộc sống sẽ rất nhẹ nhõm, ung dung. Hãy cùng An Nhiên lắng nghe nhé. 1. Vận mệnh. Mệnh chỉ có một thước thì không cách nào cầu một trượng. Tục ngữ xưa rất có đạo lý, không cần kháng cự vô ích. Mọi thứ trời cao đã an bài xong cho bạn rồi, như là thế nào thì sẽ như thế đó. 2. Tiền tài. Tiền là vật ngoài thân, miễn là không bị chết đói thì không có gì đáng lo cả. Người khác ăn ngon, mình ăn dương muối cũng không phải là điều gì quá kinh khủng. Họ mặc đồ đẹp, mình mặc đồ cũ, độ ấm cũng như nhau, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Tiền mãi mãi chỉ là vật ngoài thân. 3. Địa vị. Địa vị, thứ đó cũng không có là gì cả. Họ làm quan chức quyền quý của họ, ta làm bách tính bình dân của ta, cuối cùng cũng đều nằm trong quan tài như nhau, không cần phải phân biệt chức vị cao thấp. Ai cũng đều như ta, ta cũng như mọi người, chỉ cần hợp pháp có thể làm tới đầu tới cuối. Chết vì sĩ diện là điều tuyệt đối không nên. 4. Bạn bè. Người muốn rời xa bạn không nên cưỡng cầu, vì nếu cầu được thì có lẽ người quay lại cũng chỉ là một tiểu nhân. Người thực sự có thể thổ lộ tâm tình cũng không cần ngày ngày gọi điện thoại quan tâm, mà quan trọng khi đối phương gặp chuyện gọi một tiếng liền có mặt tận sức ra tay giúp đỡ, chỉ cần như thế là đủ. 5. Hôn nhân. Nơi nào có vùng ấy, dù là ai thì cũng đều có người phù hợp với mình. Lúc đầu nhất quyết phải lấy bằng được người đó, bây giờ thì cũng nhất định phải chấp nhận những khiếm khuyết của họ. Hãy nhìn vào những điểm sáng của họ, bởi vì nhân bất thập toàn, con người chẳng ai là hoàn mỹ. 6. Gia đình. Sẽ có những nốt nhạc không hài hòa vang lên cùng với những âm điệu xào rượu. Chắc chắn sẽ không có được một bản nhạc ưu tú, nhưng quan trọng vẫn là bạn thưởng thức nó thế nào. Dù sao đi nữa, người diễn tấu cũng phải yêu thích tác phẩm của mình. 7. Con cái. Là một tờ phiếu gửi tiền vào ngân hàng mà Thượng Đế ban cho bạn, và đương nhiên không phải là tài khoản của bạn. Bạn cũng không biết mật khẩu, mà chỉ biết là phải gửi tiền vào trong đó. Khi nào có thể lấy ra sử dụng thì phải xem chủ nhân của nó. Còn mình thì đừng trông vậy vào đó, mà hãy coi như là hiến dâng. 8. Cha mẹ.
là người tạo ra cho ta một tài khoản. Mặc dù họ không nghĩ đến thu hồi phí tổn, nhưng bây giờ là thời điểm cho chúng ta phải hoàn trả gấp bội. Bởi vậy, có thể cho đến tận khi họ rời xa chúng ta vẫn không thể hoàn trả hết được. Cuộc đời chẳng phải chỉ có thế thôi sao? Muốn càng nhiều, cưỡng cầu càng không được. Nam Mô A Di Đà Phật.